Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giác Hà Nẵng. Hôm nay là một ngày đầu tuần, xin chúc cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui và khá nhiều thành công. Hiện tại kênh đã đứng ngay ngã ba giao nhau giữa đường Lý Thái Tông và đường Hà Hồi, trung tâm quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng quý cô chú anh chị ạ. À, đây là đường Lý Thái Tông đi quý cô chú anh chị. Từ vị trí này thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 500m. Phía trước màn hình đây là ra biển Nguyễn Tất Thành. Nếu như quý cô chú anh chị đang có cái dòng tiền nhỉnh hơn 3 tỷ một xíu và đang mong muốn sở hữu một lô đất ngay trong trung tâm quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đường 5m5 lề 3m, thì video ngày hôm nay kênh xin review giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị các bạn một lô đất nằm ngay trên mặt tiền đường Phú Lộc 16, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đường 5m5 lề 3m, ngay trong khu trung tâm quận Liên Chiểu. Khu dân cư hiện hữu đông dân, an ninh rất là tốt, cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 800m thôi quý cô chú anh chị. Và để xem lô đất này có điểm gì nổi bật, khu dân cư ở ra làm sao, xin mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn xem đất thực tế ạ. À, đây là đường Lý Thái Tông đi vào lô đất khoảng 300m thôi quý cô chú anh chị ạ. À, phía trước đây là ra biển Nguyễn Tất Thành khoảng 500m. Từ vị trí lô đất thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 800m thôi quý cô chú anh chị. Đi vào đường Hà Hồi. Trước đây là đường Phú Lộc 16 đây quý cô chú anh chị ạ. À, ngay trong khu trung tâm quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, khu dân cư hiện hữu đông dân, an ninh rất là tốt. Rất là gần kênh luôn, rất thông thoáng quý chú anh chị ạ. À, đường Phú Lộc 16, đường 5m5 lề 3m, thông thoáng sạch đẹp. Phía trước màn hình đây là lô đất đang chào bán đây quý cô chú anh chị ạ. À, lên số nhà là 15 đường Phú Lộc 16, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Lô đất này có tổng diện tích là 80m², chiều ngang 5, chiều dài 16m, pháp lý sổ hồng riêng chính chủ, sẵn có thể mua bán giao dịch trong ngày. Lên số nhà là 15 đường Phú Lộc 16, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Ngay trong khu trung tâm quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, khu dân cư hiện hữu đông dân, an ninh rất tốt. Từ vị trí lô đất thì cách trung tâm hành chính quận Liên Chiểu khoảng 1,5 km, cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 500m, cách bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 1,5 km. Trong vòng bán kính 2 km trở lại thì có rất là nhiều tiện ích như là trường học, nhà hàng, khách sạn, chợ, bệnh viện và một số trung tâm giải trí bậc nhất nhì Đà Nẵng. Hiện tại lô đất này đang chào bán với giá là 3.250.000.000 đồng, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng. Quý cô chú anh chị quan tâm mua đầu tư, mua ở hay giới thiệu bạn bè người thân thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Hiện tại quý cô chú anh chị hãy cho một nút like và kéo xuống đăng ký kênh để nhận thông tin nhà đất tại Đà Nẵng một cách nhanh chóng chính xác nhất. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. À,